Rồi, hello mình chào anh em ha. Thì hôm qua mình bẫy được hai con bổi nha anh em. Thì hôm bữa có anh em nào hỏi bổi thì cứ liên hệ lại mình nha anh em. Thì mình cũng lạc mất cái Zalo rồi, với số điện thoại rồi. Thì đây anh em, bẫy được hai con này đều có clip hết nha anh em. Đó. Chim nó mới về hôm qua nên lông lá nó cũng chưa được đẹp nha anh em. Con này thì mã số 09 nè. Con này có clip luôn nha anh em. Với đây con nha anh em. Đây nè. Đây con này nè. Đó. Hai con này con nào đều có cũng có clip nha anh em. Thì anh em nào cần bổi cứ liên hệ mình nha anh em. Thì bổi nói chung cũng mấy hai con này cũng dài xị thôi anh em ơi. Đại chim nó cũng không gọi là bổi VIP hay là đẳng cấp gì đâu. Cũng thường thường chim thôi. Về cho anh em nào nghe gáy, nghe cái kiển cũng ok. Hai con này giọng tốt lắm nha anh em, nghe cái kiển phê luôn á. Còn con này con thỏ nha anh em, thỏ là bữa hổm mình cát đi chiến ba con chết con à, âm giọng rất là ok luôn á. Nhưng mà con cá nhát quá anh em ơi, đi vô lồng tròn nè anh em thấy nó ra máu không, nó giải với ra máu mình mới thấy tội nghiệp quá. Mình đưa lại cho lồng này mình nhổ luôn cánh nha anh em, nhổ luôn cánh rồi đó, cho xong rồi mình thả luôn nha anh em. Chim hay, hàm giọng tốt nhưng có nhát quá. Rồi thì anh em nào cần hang bổi cứ liên hệ mình nha anh em.